Hi, xin chào tất cả anh em. Thì hôm nay quay trở lại mình có một số ít đồ nghề và một số đồ gia dụng. Lúc ra đây anh em xem có món gì phù hợp thì liên hệ với mình để đặt hàng ha. Và khi mà anh em nhắn tin cho mình thì nói rõ món đồ đó ra để mình biết cái món đồ là gì còn hay không, và nhắn tin gửi địa chỉ cho mình đầy đủ và một cách chính xác nhất, tên họ, địa số điện thoại và tên phường, nhằm khi mình lục lại kiếm mệt lắm. Rồi, đầu tiên cái món số 1. Đây là một cái cây cắt ống đồng nha anh em, cây cắt ống đồng của Mỹ. Đây là cây của Mỹ ha, của Mỹ anh em có thể thấy đây. Nó của Mỹ mà nó lại thiếu cái lưỡi sơ cua, nhưng mà lưỡi trên này còn rất là đẹp. Cái này mình bán giá 120.000, tại vì nó cũng hơi xấu nhưng mà hoạt động tốt. Thì khi nào có cây đẹp thì giá nó khác. Ở đây nó có một cái thanh đo nè, thanh da ống đồng. Rồi, tăng đơ lên. Cái này nó cắt được ống 27 độ lại nha anh em. Đó, cắt ống đồng, giá là 120.000. Rồi, tiếp đến cái món số 2 là một cây súng xịt hơi của Hitachi. Cây này mình bán 100.000, tại vì nó bị xì rồi, mình không có thời gian làm. Đây là anh em cắm hơi vào thì nó xì nhẹ thôi, nhưng mà xịt nó rất là mạnh. Mình chưa có rửa luôn, chỉ cắm vô thử rồi thấy nó bị xì rồi là thôi, làm biến làm quá. Anh em nào về có nhu cầu mà sửa lại hay gì đó thì có thể là đây để mình thử. Đây là đây, giờ mình cắm rồi. Đây nó sẽ xì nhẹ ra nha anh em, xì nhẹ. Đó, nó xì nhẹ ra thôi, anh em sẽ không thấy được. Đây mình sẽ bỏ. Rồi, tiếp theo là một cái món số 3. Món số 3 là một cây thước của Mỹ. Đây, anh em có thể nhìn đây, năm 1987 ha, của Mỹ, Frankfurt. Đây, của Mỹ đây. Cây thước này nó rất là độc nha anh em. Cây thước này nó hệ in, nhưng mà bù lại nó có nhiều cái hệ số đo ở đây. Và nó bằng nhôm, nó rất là dày. Nó ngang là ngang 20. Đây, 20. Xéo 20. 17 và 19. Ở đây nó có các hệ số đo nè, anh em nào làm việc bên hệ in hoặc hay làm đồ của Mỹ thì mới biết cái hệ số này thôi nha. Đây đó, mình sẽ quay ở đây cho anh em xem. Đây, phải thử răng cưa nhôm rất là dày. Nhôm này dày tới, để mình đo cho anh em xem. Nhôm này dày tới 5 ly lận. 5 ly. Và thước này rất là độc của Mỹ. Anh em có thể mua cây thước Nhật hoặc là cây thước Trung Quốc hay gì có thể đo đều được, nhưng mà thước hệ in nó nhiều khi cần kiếm không ra luôn ha. Nên cây thước này có giá là 500.000. Cái cây thước này mình bị chỉ bán cho người cần hoặc là sưu tầm thôi nha, chứ còn mà xài thì nó hệ in nó khác với hệ mét của mình và của châu Âu, của Nhật nữa. Còn đây là một cây kìm cắt móng tay của Đài Loan xuất qua thị trường Nhật ha. Cái này thì nó mất ngoạc rồi nên là mình biết nó là của Đài Loan. Nhìn cái thép nó không có được chắc như Nhật, nhưng mà rất là bén hơn hẳn kìm nghĩa của Việt Nam. Đây anh em có thể nhìn lưỡi, đây mình sẽ cẩn thận lưỡi cho anh em ha. Đó, còn rất là kích, rất là đẹp. Đó, đây cả hai cái ha. Thì cái này cắt rất là biển, thiết kế nhìn nó cũng thanh thoát. Sao anh, cái này em cũng thật sự không biết rồi đó. Bên nhập nó chưa, nó còn kêu nó chưa biết ngày nào nhập về cho bọn em được mà. Cái chụp đó nó phải riêng theo xe. À không, bên cái đó là nó còn phụ từng xe rồi. Đó, bây giờ mình sẽ bán cái này là giá là 250.000 cho một cặp nha. Cái này anh em nhìn thiết kế rất là hay. Đó, cắt rất là sát. Cái này anh em nào xài qua rồi thì sẽ biết. Rồi. Tiếp theo là cái món số 5 là một cái bình giống như bình thủy với bình giữ nhiệt của Yoriyushi. Đây là một hãng rất là nổi tiếng của Nhật về bình giữ nhiệt. Thì ở đây
chiều cao là chiều dài là 33 cm và đường kính nó là 10. Cái bình này để mình coi cái dung tích coi. Dung tích thằng này hình như là tầm 1 lít á. Lít lít mốt gì đây. Đây, của Nhật luôn nha anh em. Của Nhật luôn. Ha. Hiệu con voi đàng hoàng. Đó. Cái này anh em chịu khó về vệ sinh lại lần nữa ha. Nhiều khi anh em về vệ sinh theo ý của anh em nó thích hơn. Mình thì chỉ rửa sơ sơ bên ngoài thôi, bên trong còn rất là mới. Đó. Cái này mình không có quên cái lấy cái đường pin rồi. Rồi đó, còn rất là sáng. Đẹp, bảo đảm cho anh em luôn. Này mình rửa sơ qua anh em vài làm thêm mấy cái chi tiết như là đây nè. Tại vì do nó để mưa nắng gió lâu ngày á. Nào đó, đó đó. Mình thì không có thời gian mình làm đâu. Đó rồi. Giá của nó là 450.000 ha, dây quai đeo đầy đủ. Đó. Cần có thể cầm nắm như vậy, không thì có thể xài dây đeo. Rồi. Tiếp theo là một cây mỏ hàng chì. Mỏ hàng chì. Công suất là điện 100V. Công suất là 100W. Cái này rất là lớn, rất là nóng ha. Đó, còn rất là đẹp, dây zin, tất cả đều zin. Giá của nó là 300.000. Đó rồi. Tiếp theo một cái mã số 7 là một cái, đây là một cái dụng cụ treo để khi mà anh em làm việc trên cao hoặc cái gì đó, treo cái này có thể rớt ra, treo móc máng theo cái đồ, khi mà anh em có lỡ tuột tay cái này kia nó sẽ không bị rớt ra. Cái này là một cọng cáp nha anh em, cáp này rất là nhỏ, mình không biết nó là cáp gì. Đó, nó là một cọng cáp. Đó, cái này nó là tem giấy, nhưng mà tại vì về mình móc đồ thì nó đã bị rách ra rồi nên là bỏ luôn, nó của Nhật luôn, và một cái gạt tàn thuốc của Nhật. Rồi. Đó, gạt tàn thuốc nhôm ở đây nó cũng có để luôn. Đây nè. Em thấy không? Rất là đẹp. Cái này coi chắc có thể là khi đi trên xe mà anh em mà hút thuốc cái này kia không có chỗ gạt đó, thì có thể bằng cái này nhét vô xong rồi đi về nhà xả bỏ ra. Thì hai cái này mình bán giá là 150.000 nha. Rồi. Tiếp theo là một cái cây kìm Gerber của dưới đây. Cây kìm này là cây kìm đa năng. À, gấp vào thì nó như vậy thôi. Cây này rất là mắc nha anh em, nên là cái này gọi là dạng dụng cụ sinh tồn hay là đồ đa năng gì đó mình cũng không rành. Nhưng mà cái này anh em đi phượt thì rất là thích nè. Của Mỹ đàng hoàng nha anh em. Bao của Mỹ luôn, giả nhái đền gấp 10 lần. Cái nhãn hiệu này bị giả rất là nhiều ở Việt Nam. À, anh em cầm trên nó trên tay là sẽ thấy khác rồi. Đây kìm của nó đây, còn rất là thích. Đó, rất là thích, còn rất là đẹp ha. Kìm chưa có dập một dấu răng nào hết. Đó. Ở đây nó gồm có các lưỡi dao. Đây mình lưỡi cưa, lưỡi dao. Cái này mình cẩn thận xíu tại vì không mình sẽ nó sẽ bị đứt tay. Đó, anh em có thể thấy cái lưỡi dao ha, chưa có bị sức mẹ hay là bị cái gì hết. Đây là một cây lưỡi cưa. Ở đây nó sẽ có các dụng cụ như là vít ba ke nè. Đây, hai cái này. Vít ba ke và một cái dẹp dẹp, vít tua vít dẹp. Đó. À, còn bên này là cái gì? Bên này để mình coi. Bên này cũng là một cây dao. À, cây dao. Trong này có chữ USA luôn. Cái này hàng này của Mỹ, chuẩn Mỹ. Trong này là một cái giống như đồ khui. Đó. Mỗi bên 4 cái đa năng. Và đây là cái dãy thước của nó. Đó, ha. Cái này còn rất là đẹp nha anh em. Gần như là chưa sử dụng luôn. Đó. Đó, anh em có thể nhìn bên trong này. Do cái dấu thời gian thôi. Đó, cây này thì có giá là 900.000. Đó, không xài kim mình có thể bẻ xuống. Rất là chắc chắn. Rồi. Tiếp theo là một cây kìm số 9. Đây là một cây kìm rất là độc của hãng Engine. Đây. Cái này nó hơi bị phản sáng quá. Đây anh em có thể thấy Engine Mark in Japan. Đây cây kìm này nó đặc biệt ở chỗ này. Nó gồm một cái khử răng cưa ở trong này, là khi mà anh em làm đồ
đó, thử răng cưa dọc ngang nè, khi mà anh em làm đồ làm nhỏ, làm đồ điện hoặc ngày kia những con ốc nó bị tét đầu hoặc là nó không ra, anh em có thể cặp vô, cặp vô đó, anh em cặp vô đây và anh em vặn ra. Ở đây nó có thử răng cưa nè đó, hoặc là anh em làm cho dây thắng, anh em mà cầm rút dây thắng, dây thắng xe đạp xe gì anh em cũng có thể cầm rút, có một cái đầu chấu và đây là cái thử răng cưa để giữ cái dây thắng cho nó chắc lại. Ở đây là ở đây ở dưới này cũng có một cái đường răng luôn, cây kìm này độc ít gặp lắm nha anh em, có chiều dài là 15 cm. Anh em nhiều khi anh em hỏi là sẽ tự hỏi là có kìm bấm rồi cần gì, nhưng mà lầm, kìm bấm thì cái mũi nó to lắm, nhiều khi những con ốc nhỏ của đồ điện á mà anh em mình không có đưa kìm bấm vô được đó. Của hãng Zeni, chuyên gia sản xuất đồ dành cho điện tử ha. Rồi giá là 200.000. Tiếp theo là một cây cây dao chặt của Nhật, cây này mình chưa dọn là biến dọn quá không có thời gian. Cây này có chiều dài tổng là 36 cm, chiều dài lưỡi là 180, ở đây nó cũng có để luôn, bảng lưỡi là 6, ở dưới này 6 nè, 5,56 ở đây là 6. Độ dày của nó rất là dày nha anh em, mình đo cái phần nó không bị dập, dày 7 ly, đây là dày 7 ly. Ở đây thì anh em về anh em vuốt sơ lại và anh em mài giũ sơ lại, còn không để nguyên chặt cũng không sao, tại cơ bản lưỡi zin nó cũng đã đẹp rồi. Ở đây anh em có thể thấy cái lưỡi zin không có mẹ không có gì hết đó. Đây là cái cây dao dạch chặt dành cho tay phải, nó chỉ có một mặt lưỡi thôi nha anh em, một mặt lưỡi thôi, mặt bên này dành cho tay phải. Và khi anh em chặt á thì cái nếu mà anh em để trên đất chặt á thì cái này nó sẽ hãm lại để không cho anh em đụng cái lưỡi dao xuống đất. Thì đây nè, đó là cái công dụng chính của cái lưỡi này rồi. Đó thì cái dao này mình chưa dọn thì anh em nào đây chữ Nhật ra quên cái phần này quan trọng nhất của Nhật nha anh em, thì anh em nào về thì giá của nó là 400.000, về chịu khó dọn lại, tại này mình bán rẻ thôi, còn dọn lên thì giá nó 600-700, giá nó khác. Rồi tiếp theo là một cây thước 50 mét, thước 50 mét rất là đẹp luôn đó, của hãng gì quên rồi, Tajima quá. Đây của hãng Tajima đúng rồi, mình quên đi, đây của hãng Tajima nha anh em, hai mặt số. Hai mặt số, chữ số rất là rõ ràng ha. Sản xuất ở Nhật luôn. Đó dài 50 mét, hai mặt số rõ ràng. Đó anh em có thể thấy. Rồi giá của cây này là 600.000 nha anh em. Rồi, xin cảm ơn anh em thời gian qua đã luôn ủng hộ mình. Thì anh em xem ở đây, tổng quan lại một số món, anh em xem có món nào phù hợp với mình thì liên hệ mình để đặt hàng. Rồi xin tất cả anh em, mình nói chuyện anh em cho nó dễ thôi, chứ thật sự nhiều người mua hàng của mình rất là lớn tuổi rồi, thì mình gọi là chú quán, thì trên clip mình gọi là anh em thôi, thì anh em cũng đừng có trách móc cái chuyện đó. Mình thì rất là nhỏ tuổi, mới có 27 thôi ha, nên là gọi clip cho nó, trên clip thì có nhiều người lớn tuổi nghe nó sẽ hơi kỳ, nhưng mà mong mọi người bỏ qua cái vấn đề đó giúp mình. Rồi xin cảm ơn tất cả.